Đông Hùng rất là đẹp trai. Đông Hùng rất là dễ thương. Mình với cả Hùng thì là bằng tuổi nhau, nhưng mà lúc mà mới đầu nhìn hai đứa thì ai cũng bảo thằng Hùng nó giống chú mình hơn là bạn mình. Các chị muốn em ý thành con gái này, thành công chúa rồi là đi cô các kiểu thì luôn luôn sẵn sàng, dù trong lòng rất là ấm ức. Em ấy là một người rất là chăm chỉ, lúc nào cũng là thức dậy sớm nhất nha, đi tập thể dục. Đông Hùng quan niệm một điều rằng là sức khỏe dành cho mình. Đông Hùng tập luyện thể thao rất là nhiều. Là tất cả những gì mà Đông Hùng cố gắng tập luyện như vậy thì chỉ có một mục đích thôi, làm sao để khi lên sân khấu Đông Hùng có một thể trạng sức khỏe tốt nhất. Tuần trước thì Hùng đã hát bài hát Nhìn Lại và đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía các bạn khán giả. Chính vì vậy mà lần này Đông Hùng đã thừa thắng xông lên, chọn một bài hát nặng ký hơn của band nhạc rock rất đình đám Linkin Park. Bạn Hùng á, thật sự có một cái tiếng hát rất là mạnh mẽ, và từ cái hình ảnh của bạn ấy là rất là rock nè. Thì cái lần đầu tiên khi bạn Hùng hát thì chưa có tìm được một cái sự kết nối giữa cái tiếng hát và cái nội dung của bài. Nếu một người ca sĩ rock mà không kết nối được với lời, thật sự nó sẽ mất đi cái chất rock ở đâu. Một cái tiếng hát mà nó đặc biệt á, phải đụng chạm tới trái tim của người ta. Em cần phải cho khán giả hiểu cái gì khi em hát. Mọi thứ trên sân khấu hiện tại bây giờ đã quá hoàn hảo rồi, và đặc biệt là khán giả của idol thật là quá tuyệt vời rồi. Thì cái mà hiện tại bây giờ phụ thuộc nhiều nhất và cũng là quan trọng nhất thì lại là Đông Hùng. Thì Đông Hùng sẽ đánh cược là mình sẽ phải bùng nổ trên sân khấu để thắng ván cược này. Các bạn hãy đợi Hùng nhé. Xin chào quý vị khán giả, Thẩm Vy đang có mặt tại phòng chờ để gặp gỡ thí sinh có nhiệm vụ mở màn đêm gala năm ngày hôm nay, đó là Đông Hùng. Chào Đông Hùng, là người đầu tiên nhóm ngọn lửa trên sân khấu. My biết là bạn luôn là một người có tâm lý rất là vững vàng. My không lo là Đông Hùng sẽ căng thẳng, nhưng mà lúc này thì Đông Hùng có cảm thấy là bạn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng chưa? Lúc này thì Đông Hùng đã chuẩn bị mọi thứ rất là sẵn sàng, và hôm nay đúng là cái ước mơ của mình thành hiện thực ấy. Bởi vì rất nhiều lần mà Đông Hùng đặt ra yêu cầu là rất mong muốn nhạc sĩ Huy Tuấn được để cho Hùng được hát đầu tiên để mở màn chương trình, nhưng mà đến tận hôm nay thì mình mới có thể được là cái ước mơ của mình hiện thực. Và Đông Hùng rất là hy vọng rằng là khi Đông Hùng lên sân khấu và Đông Hùng sẽ có một màn trình diễn mở màn cho cả một chương trình thật là tốt và không mắc lỗi gì. Không biết tại sao Đông Hùng thì đang rất là hào hứng mà My lại còn cảm thấy hồi hộp hơn cả bạn nữa. Hay là Đông Hùng uống ngụm nước cho My yên tâm đi. Và My hy vọng rằng là Đông Hùng sẽ giữ ngọn lửa này để thật bùng nổ ở trên sân khấu. Chúc bạn may mắn. Chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu của Đông Hùng. The black skies, the lightning's all around me. I remember each flash as time began to grow. The sun lay inside, the fate had finally found me. As your voice was all I heard, did I get what I? So give me a reason to prove me wrong, to wash these memories clean. Let the first glass, the distance in your eyes. Give me a reason to seal this hole, connect the space between. Let it be enough to reach the truth. That lie cảm ơn guitarist Dương Đình Tuyên Đức. Wow. No. Sao lại không vậy? Wow. Sao vậy Mỹ Tâm? Tại sao anh lại không cho em Hùng ôm vậy? Nếu Mỹ Tâm muốn ôm thì xin mời Mỹ Tâm. Em nghĩ là em nghĩ là nếu hai bạn trai ôm nhau là chuyện bình thường mà. Tôi thì không có e ngại cái chuyện giới tính đó, nhưng mà với cái vũ khí này thì chúng ta nên cẩn thận. Thưa quý vị, vừa rồi là Đông Hùng. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một sự khởi động tốt và xin được cảm ơn bạn về điều đó. Và tôi cũng muốn nói ngay với quý vị luôn là mã số của Đông Hùng là mã số 1 và tổng đài của chúng ta là 6358, đang mở 15 phút để quý vị nhắn tin cho Đông Hùng. Còn ngay sau đây với cảm xúc này thì ban giám khảo phải lên tiếng luôn thôi ạ. Xin mời nhạc sĩ... Vâng, anh đồng ý nói đầu luôn ạ. Xin mời anh Quân. Đây là màn trình diễn mà tôi chờ đợi trong những phần mở đầu của các gala, và đây chính là màn trình diễn mà tôi chờ đợi. Wow. Cảm ơn anh. Cái sức sống của em, cái sức sống của em đấy là rất là quan trọng. Nó lan tỏa ở trong cái khán phòng này. Và tôi cảm thấy rằng em cũng là một người mà truyền cảm hứng cho các bạn thí sinh sau này. Các bạn thí sinh sau khi mà tiếp tục em để có những phần trình diễn tốt như vậy. Và tôi nghĩ rằng bài này không có điều gì có thể nói được ngoài từ là tuyệt vời. Đó là trình diễn. Wow, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Còn một điều nữa rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với em, một lời khuyên của tôi. Em phải hết sức nghiêm chỉnh để đón nhận nó. Đấy là trước khi gặp bạn gái thì em nên thay cái áo này. Thì em sẽ gây ra tai nạn rất nghiêm trọng. Em sẽ ghi nhớ. Bây giờ thì Mỹ Tâm hiểu tại sao rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ tôi muốn mời người đã đứng lên sau phần trình diễn vừa rồi. Xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Em biết tại sao mà anh Huy Tuấn chưa bao giờ xếp em hát đầu tiên không? Thì hôm nay thì anh biết, bởi vì nếu mà em hát đầu tiên những người sau rất là khó khăn. Anh nghĩ là nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái tiết mục đầu tiên của em nó rất là tốt. Anh nghĩ anh xem nhiều cuộc thi, nhiều cái trình diễn của Việt Nam cũng có rất là nhiều người cầm micro để chân micro để diễn, thì anh thấy em ở người hợp nhất. Thứ nhất là về bài hát, về giọng hát nó mạnh mẽ, và sức khỏe thật sự nó cũng phù hợp với cái chân micro đó nữa. Cho nên anh thấy cái màn trình diễn vừa rồi rất là hay. Cảm ơn anh Dũng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ là em. Chị vẫn thích cái nốt cao của em ơi. Chị không biết làm sao phải nói ra được cái điều này. Khi mà em bước ra sân khấu á, chị cũng đang lo là khi em bước chân qua bước chân lại vậy nè, ơi đừng có làm vậy nha, đừng có làm vậy nha. Nhưng mà sau đó em rất là thoải mái, và chị thích cái sự thoải mái của em. Em rất là tự nhiên khi mà em đi vòng vòng, và em cảm thấy là giống như sân khấu là của mình, và em rất là tự nhiên cái điều đó, và chị rất là thích. Nói chung là chị cảm thấy rằng là chị muốn là nếu các vòng sau á, em cứ chọn những cái bài hay như vậy, và chị nghĩ là em sẽ là một idol. Em cảm ơn chị Tâm ạ, em sẽ cố gắng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn những lời nhận xét của ba vị giám khảo, và xin được chúc mừng Đông Hùng. Tôi nghĩ đó là một sự khởi đầu rất là tốt. Và quý vị hãy nhớ mã số của Đông Hùng là mã số 1, tổng đài của chúng ta là 6358. Một lần nữa xin chúc cho bạn may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của thí sinh tiếp theo, đó là thí sinh Tiên Việt.